Hello, Hey, Trang hello. ơi. Chào cả nhà. Hôm nay Trang Anh Phương và bé Brian sẽ cùng nhau trang trí cây thông Giáng sinh Noel cho nhà. Mời cả nhà xem gia đình mình trang trí cây thông như thế nào nha. Cây thông đẹp quá, bây giờ ba mẹ sẽ bỏ trái thông lên nha. Gắn trái thông lên nha con. Wow, what is that? À, thì bây giờ nhiệm vụ cuối cùng là của bé Ren. Bây giờ con sẽ đặt cái ngôi sao lên phía trên nha. Ba nè, ba làm cây thông đẹp quá ba ơi. Nè con. Ryan first Christmas. Ryan first Christmas. Hello. Mấy con nhìn trong camera con thấy con kìa. Ba ơi, ba làm gì đó ba ơi? Thì đây là cái Noel đầu tiên của anh Talent, Phương và bé Ryan cùng với nhau. Rất là cảm giác rất là đặc biệt, rất là thú vị luôn. Mỗi năm hai vợ chồng mình rất là mong có em bé. Đến năm nay thì hai vợ chồng Phương mới có được em bé Ryan nè. Em bé Ryan nè. Lát nữa mở cây thông cho con coi nha. Nha, mở đèn lên cho con coi nha. He will like it, right? Because he really love the light. Thì mỗi lần thì Phương và anh đem lên để cái bàn ăn ở khu vực này để vừa ăn vừa ngắm cảnh. Nhưng mà bây giờ thì Noel thì cái khu vực này sẽ để cây thông và tụi mình dời cái bàn ăn qua đối diện để lát nữa quay cho mọi người xem nha. Hello. Wow. Oh, Oh. oops. What's wrong with on the top? I just need to fix it. What's wrong with it? It just means that I have connected it right. Oh. That is. All right, 3, 2, 1. Our Christmas tree. Wow, cái thông của nhà mình đẹp quá. Oh, 14. Em đánh rắm rồi, cô chú ơi, để không có. Ê, đẹp không nè, 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 cái thông đèn quá trời. Ôi trời ơi, à, cái Wow. gì phù phù. Okay. Em bị ị rồi, mẹ nè, em bị ị rồi cô chú ơi. It's so smelly. Can you smell it? No, but It's working or just working? I'm not can tell. Smell it? I don't know. Okay. Hard to tell. Okay. Yeah, cây thông đẹp quá. Cây thông đẹp quá. Bây giờ ba mẹ sẽ bỏ trái thông lên nha. Gắn trái thông lên nha con. Gắn trái
Wow, what is that? What is that, Ryan? What is that? Cái gì đó con? Rồi, bây giờ thì anh Dylan và Phương sẽ để bé Ryan ngồi bên dưới, rồi hai vợ chồng mình sẽ trang trí cây thông. Thì hai tụi mình đã mua, mỗi năm thì đã có sẵn hai chiếc vớ ông già Noel rồi. Bây giờ còn thiếu một chiếc vớ nữa để cho em Ryan. Thì chắc là vài ngày nữa thì hai vợ chồng mình sẽ mua. Cái gì cơ? What's wrong? Bây giờ cả nhà thấy là rất là bận rộn. Ngay cả hai vợ chồng mình là trang trí cây thông thôi mà nãy giờ em bé nó cứ e. What's wrong, baby? What's wrong? Thì như hồi nãy mình nói thì mỗi lần cái bàn ăn của nhà mình sẽ ở góc này để vừa ăn vừa ngắm cảnh. Nhưng mà bây giờ thì dời bàn ăn qua khu vực bên đây, đối diện cái phòng khách như thế này để cho mùa Noel. Thì tụi mình quyết định là cứ mỗi năm mùa Noel hoặc là Tết Việt Nam thì sẽ dời bàn qua đây. Wow, con coi ba làm gì kìa. Ui, coi kìa, coi khó chịu kìa, khó chịu kìa. Phương nước miếng hả? Phương nước miếng hả con? Quá, wow, Ran ngồi ngắm cây thông à, cả nhà ơi. Wow, sáng quá Ran ơi. Ở nay nhà mình có cây thông rồi nha con. Mỗi ngày mình sẽ ngắm cây thông của nhà mình nha. Cái này thì để mẹ để vô đây, kẹp vô cái nền cây. Mẹ có con gì đây? Con moose nè, con tuần lộc nè con. Yeah. Oh, first one look at Christmas tree, look at that. How good you are! We have a lot of things! Christmas tree. A Christmas tree for this year! Wow! 2012! Còn trái trâu này là mẹ của anh Dylan cho nè. Người ta điêu khắc, người ta vẽ từ bên trong trái thông ra nè mọi người. Ran ơi! Mùa Noel năm nay là một mùa Noel rất đặc biệt của ba mẹ và cũng là một mùa Noel rất đặc biệt của con. Đây là mùa Giáng sinh đầu tiên của con và đây cũng là lần đầu tiên gia đình mình đón Giáng sinh cùng với nhau. Mỗi năm thì cứ đến Noel thì ba mẹ rất là cô đơn bởi vì mùa đông ở Canada rất là lạnh lẽo, ba mẹ chỉ suốt ngày ở trong nhà thôi. Nhưng mà năm nay mùa đông, mùa Giáng sinh đến thì lại có con đến cùng vui với lại ba mẹ. Mỗi ngày gia đình mình có thể cùng nhau ngắm cây thông Noel, cùng nhau trò chuyện với nhau, vui lắm con ạ. Cảm ơn con đã đến bên cuộc đời của ba mẹ con nhé. Sau này khi con lớn lên, con xem lại video này, mẹ hy vọng rằng con sẽ rất thích video này và video này cũng rất là ý nghĩa đối với con và cả gia đình của mình con nhé. Và bây giờ thì hai vợ chồng mình đã trang trí xong cây thông Giáng sinh cho mùa Noel năm nay. Thì bây giờ nhiệm vụ cuối cùng là của bé Ren. Bây giờ con sẽ đặt cái ngôi sao lên phía trên nha. Here we go. Yeah. Trời, đạp cây thông của mẹ. That's okay. Wow. Yeah. Yeah. Và
Rồi bây giờ tạm thời thì tụi mình chỉ trang trí như vậy thôi. Rồi bàn ăn thì bây giờ cũng chưa có mua sắm gì nhiều, thì tụi mình chỉ để một cái vòng hoa trái cherry ở ngay đó. Rồi hai cái vớ này thì Noel thì hai vợ chồng mình sẽ bỏ kẹo vào đây hoặc bỏ quà vào đây. Tạm thời thì như vậy thôi. Rồi vài ngày nữa hai tụi mình sẽ sắm thêm một số đồ nữa, sẽ khoe với mọi người nha. Wow, really nice. Đó là gia đình mình đã có cây thông trong mùa Giáng sinh năm nay. Mình hy vọng mọi người thích clip này và tiếp tục ủng hộ cho gia đình mình bằng cách nhấn nút subscribe hoặc nút đăng ký ở logo có phải màn hình. Và đừng quên bấm chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh của gia đình mình nha. Chào tạm biệt. Bye bye. Have a good holiday.